shit on. Megure vẫn còn vết sẹo đó dưới cái nón mà cậu ta vẫn thường hay đội, vì Megure không muốn mọi người cứ liên tục hỏi về vết sẹo trên đầu của cậu ta. Mặc dù vụ án này cũng đã qua 20 năm rồi, nhưng tới giờ cậu ta vẫn nhớ về buổi tối hôm đó. Cũng có thể cho rằng nó chính là lý do mà Megure thường xuyên đội nón ở trên đầu, mục đích là muốn che giấu vết sẹo tượng trưng cho quá khứ bi kịch. Tên trộm mà ai cũng thèm muốn được một lần đẩy hắn vào tù. Hắn là người đã đánh cắp mọi thứ bằng các màn ảo thuật. Không lần nào là hắn không qua mặt được cảnh sát, chỉ bằng phương pháp cải trang của mình. Một tên tội phạm có một không hai. Kính thưa quý ông và quý bà, Đại Thổ Kít xin chào quý vị. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Đường đi bị bịt kín rồi. À, nghĩa là chúng ta sẽ không thoát ra ngoài được sao? Mọi người, xin mọi người hãy đi theo tôi. À, cái gì hả? Cháu nói là mọi người hãy mau đi theo cháu, nhanh lên. À, được. Chúng ta từng hẹn nấp bên nhau em nhớ mà. Đợi cho mấy hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Tha thứ cho anh rồi về nhà có được không? Anh không chịu nổi nữa rồi. Không cần quá thận trọng, đừng trốn nữa. Tới bây giờ tôi đã thật sự hiểu những gì mà cảnh sát Narasawa muốn nhắn lại khi ông ấy cố ý nắm chặt ngực trái của mình. Hành động bám hiệu của ông ấy khi hấp hối không có ý nói đến cuốn sổ tay của cảnh sát, mà chỉ vào trái tim. Cụ thể hơn là muốn nói tới chữ tâm. Trong từ khoa tâm lý, tôi nói có đúng không, bác sĩ Kazuto Kiyosuke?
mình nghĩ là cậu không cần phải quan tâm chuyện này đâu. Cho dù Hattori có mối tình đầu thật đi chăng nữa, cô ấy cũng đã là quá khứ rồi, không phải sao? Quan trọng là bây giờ mình thấy cậu với Hattori đẹp đôi quá chừng ạ. Các cậu đúng là quá ngây thơ. Đối với bọn con trai thì mối tình đầu đặc biệt đến nỗi không bao giờ quên được. Hai người cũng nên làm lành với nhau rồi đó, luật sư Kisaki ạ. Cãi nhau với chồng vì những lý do vặt vãnh, những chuyện đấu đá qua lại tầm thường, đôi khi cũng gây ra những vết thương rạn nứt khó hồi phục đó. Nhưng thật là tiếc quá đi, giờ tôi không còn cơ hội, vừa làm tóc vừa nghe luật sư kể về chuyện tình cảm lãng mạn nữa rồi. Lãng mạn sao? Không phải, thật ra là toàn những chuyện cãi nhau mà thôi. Chuyện cãi nhau thôi sao? Không phải đâu, anh đã có hiểu lầm mà.